Bây giờ để sạc điện thoại, mình sẽ cho nó cắm vào cái bên hông của cái. Rồi, bắt đầu sạc các bạn. Đáng sạc các bạn. Dòng sạc bây giờ cho một điện thoại là 1.4 các bạn ơi. Và mình sẽ cho thêm một cái điện thoại nữa cắm vào bên này các bạn nha. Cổng thứ hai các bạn. Rồi, 2.7A rồi các bạn, 2.4A. Điều này thật là tuyệt phải không các bạn? Từ một cục sạc chỉ có một cái chân cắm duy nhất, bây giờ đã trở thành hai chân cắm cho hai máy khác nhau. Và dòng sạc rất mạnh các bạn, 2.6A. Điều này thật là tuyệt vời. Nếu bây giờ các bạn không muốn sạc điện thoại thì các bạn có thể dùng làm việc gì đó các bạn, tuy các bạn thôi. Ví dụ bây giờ mình sẽ vừa sạc một cái điện thoại này và vừa dùng một cái quạt máy chẳng hạn các bạn ha. Ở đây mình có cái quạt máy 5V, cắm vào xem các bạn. Rồi, quạt đã chạy các bạn ơi. Dòng sạc cũng có tăng lên rất nhẹ nhàng các bạn. Quạt này ăn dòng rất là nhẹ các bạn ha. Hoặc các bạn không muốn thì các bạn sạc cho pin dự phòng chẳng hạn, và mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Đây là pin dự phòng các bạn. Mình sẽ cắm thử. Rồi, đã sạc, dòng sạc cũng đã tăng lên các bạn ha. Có tăng các bạn nha. Nó vừa sạc cho điện thoại nè. Đây là tháo điện thoại ra nè. Dòng sạc là gần 0.30 và cắm điện thoại vào nè. Tắng liền mạnh mẽ. Vậy là hôm nay mình là giới thiệu cho các bạn, ngoài cái chức năng là có thể chỉnh lên được rất là nhiều vốn, làm được nhiều việc khác nhau, thì chức năng sạc cho điện thoại, pin dự phòng và cho cả quạt làm mát chẳng hạn, vâng, bình thường các bạn nha, dùng rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ phát huy chức năng chỉnh lên 9V, 12V, 15V, 20V thì sẽ làm gì nào? À, các bạn tiếp tục theo dõi các bạn nha. Tiếp tục các bạn nha. Bây giờ mình đã chỉnh con ốc này cho nó lên điện đúng 12V rồi các bạn. Và mình sẽ thắp sáng cái LED mà mình đã mua ở trên cửa hàng, cắt nhận ra, mắc song song hai thanh với nhau. Cái này 12V các bạn. Mình sẽ cắm vào cho các bạn xem. Lên được 12V thì nó làm được cái gì các bạn nha. Thắp sáng LED này được không? Chắc chắn là được rồi các bạn. Trời ơi, quá sáng các bạn ơi. Sáng rực rỡ. Sáng quá sáng các bạn ơi. Các bạn nhớ lắp đúng vị trí âm dương thì nó sẽ lập tức đỏ các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nó sáng như thế nào quá. Rực rỡ luôn các bạn. Công suất của nó bây giờ là 0.8 các bạn ha, 12V cho 0.8. 0.8 này là gần 1A các bạn, rất là mạnh. Rồi, và bây giờ mình sẽ cho nó sử dụng quạt máy xem sao các bạn nha. Quạt máy 12V. Ở đây có 3 cái quạt máy các bạn 12V, mình đã mắc song song với nhau cho nó chạy thoải mái luôn. Và mình sẽ cắm cái dây nguồn 12V này vào cái cục sạc đã nâng lên điện 12 cho các bạn xem. Chạy rồi các bạn. Dòng là tăng lên các bạn ơi, rất là thoải mái này. Có một cái quạt phải lắc vào mình chạy này. Nhưng mà không sao các bạn nha. Tại bây giờ là 0.56A, tức là tầm 0.5A các bạn. Rất thoải mái rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để quạt như thế này và lắp xuống đèn LED.
lắp thêm đèn led đi, xem sao các bạn nha. Nó có chịu nổi không á? Mình nghĩ chắc là được đó. Mình sẽ cầm tay vào các bạn nha. Ôi, sáng luôn các bạn ơi. Sáng luôn. Rất là thoải mái các bạn. 1,25 điện áp có thấp xuống một chút các bạn vì tải quá nặng, dòng quá lớn. Nhưng không sao các bạn nhé. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Vậy là lên điện 12V sẽ dùng được nhiều thứ các bạn ha. Đèn led, quạt máy. Và bây giờ tiếp tục mình sẽ cho các bạn thấy điện áp sau khi điều chỉnh lên vốn như mong muốn, nó sẽ dùng thêm một chức năng nữa rất là tiện dụng, đó là sạc pin các bạn. Tiếp tục các bạn nhé, ở đây mình có 3 viên pin, pin của iPad cũ tháo ra các bạn và mặc nối tiếp với nhau rồi các bạn nhé. Sau khi mắc nối tiếp thì nếu pin đầy là khoảng 12V các bạn, và mình sẽ dùng cái đồng hồ này để đo luôn. Pin hiện tại là 10,4V, tức là đang còn yếu các bạn ha. Giờ mình sẽ cắm vào sạc, và các bạn lưu ý cái đồng hồ này khi các bạn sạc cho pin thì nó cũng báo luôn viên pin bao nhiêu volt các bạn, báo khi chưa sạc rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm vào sạc cho nó nha. Rồi các bạn thấy dòng sạc này đã tăng lên 1,3A, đã tăng lên các bạn. Lúc trước là cái này 12V, bây giờ mình không sạc nha, là 12V. Cắm vào á, dòng sạc á là nó có tuột áp đôi chút, bởi vì sạc rất là mạnh các bạn, pin nó sạc mạnh lắm, dòng sạc quá mạnh các bạn ha. Nếu các bạn làm điều này mà trên cái cục sạc laptop á, thì các bạn sẽ có kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều. Ví dụ các bạn làm sạc laptop thì sạc laptop có nguồn ra là 20V và dòng là có thể 4A, 5A, thậm chí 6-7A các bạn, và lúc đó nó chịu đựng được cái sạc pin này tốt hơn các bạn nhé. Và cái cách làm đều giống nhau các bạn, lấy một cái VR gắn vào bên trong nó tại một vị trí thích hợp, và cuối video sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách gắn nó như thế nào các bạn nha. Như vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu một số chức năng rất là quan trọng. Các bạn thấy đồng hồ hay không? Nó có thể làm thành đồng hồ đo vốn, đo cho viên pin. Mới sạc một lát là nó đã lên được 10,6 rồi các bạn ha. Bây giờ các bạn hãy tiếp tục, mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm cái này như thế nào các bạn nhé. Bây giờ sẽ tháo ra, các bạn quan sát cách mình làm như thế nào, để yêu thích thì các bạn cùng làm theo các bạn nha. Tháo nắp này, bật cái nắp sau này ra trước các bạn. Tất cả thiết kế mà mình đã làm ở đây, VR gồm có 3 sợi dây gắn vào. Đây chính là con TNL431 các bạn, chính số 1 đây các bạn. Các bạn có thể đọc được 431, 431 các bạn.
Chứng số 1 đây các bạn nha, chứng số 1 đây. Chứng số 1 này các bạn sẽ gắn vào điểm giữa của VR. VR đây các bạn. Mình là hàng bá sợi giấy của VR đây các bạn. Hai đầu số 1 và số 3 của VR thì các bạn gắn cái vào hai đầu của cái tụ lực nguồn này. Và tụ lực nguồn này các bạn nên thay 25V 470mA các bạn, để nó chống cháy nổ khi các bạn nâng điện áp cao các bạn nha. Còn vị trí mình đang hàng đây là do mình dò mặt hàng từ đây cho nó tiện lợi thôi các bạn. Còn các bạn sẽ hàng trực tiếp vào chứng số 1 của con TL431 các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công. Rất đơn giản các bạn ha. Bây giờ mình sẽ tranh thủ ráp lại. Ráp lại thì các bạn cho nó vào cái khe các bạn. Có một cái khe. Sau đó các bạn ấn xuống cho nó bắt điện. Và cái nắp các bạn chỉ có việc gắn cái nắp lại mà thôi. Sau đó các bạn dán keo nếu muốn. Như vậy là đã hoàn thành các bạn ơi. Và để hưởng thụ các bạn hãy cắm điện và cho đồng hồ nó đo để biết nó bao nhiêu vô. Thao tác cuối cùng là các bạn muốn bao nhiêu vô, các bạn cứ quấy tròn cái con ốc này. Con ốc này, ốc vàng này các bạn nha. Đấy, mình sẽ chỉnh xuống 9V. Đó. Muốn bao nhiêu cũng được. Và 9V làm việc gì đó tùy các bạn. Hoặc các bạn muốn lên 15V. Hoặc là 18V. Bây giờ mình sẽ chỉnh lên 18V xem sao các bạn nha. Rồi 18V này. Rồi video xin dừng ở đây các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công. Và nó cũng dễ dàng quá ha. Chỉ mất 2K. Mua cái VR này mà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.